Hi, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn với kênh review sản phẩm của điện tử DAT. Video hôm nay thì điện tử DAT sẽ giới thiệu cho các bạn về mặt sạc pin 18650 tích hợp tăng áp 5V, 9V, 2A. Mặt của chúng ta sẽ có chức năng chính đó chính là sạc cho pin 18650. Đồng thời mặt sẽ còn có các ngõ ra để chúng ta có thể kết nối với tải. Mặt sẽ có điện áp ngõ vào là từ 4,2 đến 6,5V DC. Chúng ta sẽ có thể cấp điện áp ngõ vào thông qua một đầu ta si có trên mặt. Hoặc lật ra đằng sau, các bạn sẽ thấy có hai chân in trừ và in cộng. Chúng ta cũng có thể hàn hai chân này ra hai dây để cấp điện áp ngõ vào bằng một nguồn điện áp khác. Trước tiên mặt sẽ có hai chân battery B trừ và B cộng. Hai chân B trừ và B cộng này sẽ luôn ổn áp trong khoảng 4,2V để sạc cho pin 18650. Và dòng điện sạc tối đa ở ngõ này là khoảng 1A nha các bạn. Như đây thì mình đang có một cell pin 18650 và mình sẽ lắp hai cực âm dương của pin vào hai chân B trừ và B cộng. Chính mặt sẽ có hai đèn LED, gồm một đèn LED màu đỏ và một đèn LED màu xanh. Khi chúng ta cấp nguồn sạc cho pin thì đèn LED màu đỏ sẽ sáng như thế này. Và khi đầy thì đèn LED màu xanh dương này sẽ sáng lên để báo hiệu cho chúng ta rằng pin sạc đã đầy. Ngoài ra mặt sẽ còn có các ngõ ra khác. Sẽ là các ngõ ra VO. Ở đây thì các bạn sẽ thấy có tổng cộng hai ngõ ra. Ngõ ra phía bên dưới và ngõ ra phía bên trên này. Hai ngõ ra này sẽ tương đương với nhau. Nên vì thế khi kết nối với tải thì các bạn có thể chọn một trong hai ngõ ra này đều được nha. Và điện áp ở các ngõ ra VO này thì chúng ta có thể điều chỉnh từ 4,2 đến 28V DC. Chúng ta sẽ điều chỉnh thông qua một biến trở có ở trên mặt. Điện áp của ngõ ra này sẽ lấy nguồn trực tiếp là từ pin 18650. Dung xạ tối đa của ngõ VO này có thể lên đến là 2A, công suất tối đa là 5W. Và điện áp thấp nhất như hiện tại mình đo được đó chính là 3,8V. Và điện áp cao nhất mà mạch cho ra được như hiện tại mình đang đo đó chính là 28,5V. Và ví dụ như bây giờ thì mình sẽ điều chỉnh ngõ ra VO này là 12V để cấp nguồn cho một thanh đèn LED DC 12V mình đang cầm trên tay. Bây giờ mình sẽ điều chỉnh ngõ ra này lên là 12V bằng cách vặn biến trở. Đây nha các bạn. Vậy là bây giờ ngõ ra của mình đang là 12V DC. Bây giờ chúng ta sẽ cấp nguồn cho thanh đèn LED bằng các chân VO cộng và VO trừ này. Và các bạn cũng có thể tăng giảm điện áp của mặt để cấp nguồn cho nhiều loại thiết bị khác với dòng tải tối đa là 2A. Vậy là nãy giờ mình đã giới thiệu cho các bạn về mặt sạc pin 18650 tích hợp tăng áp 5V, 9V, 2A. Mặt sẽ rất là tiện dụng để chúng ta vừa có thể sạc cho pin 18650, đồng thời chúng ta cũng có thể tăng áp ở một ngõ ra khác để cấp nguồn cho các tải hoạt động. Hai chức năng trong một sản phẩm như thế này thực sự là rất là tiện lợi phải không các bạn? Và để đặt mua sản phẩm thì mình sẽ để phần link mua hàng dưới phần mô tả video. Các bạn có thể nhấp vào đó để thêm thông tin chi tiết cũng như là giá cả của sản phẩm. Còn bây giờ video của điện tử DAT kết thúc rồi. Các bạn hãy nhớ like và đăng ký kênh của điện tử DAT. Nhấn vào nút thông báo để nhận những video nhất trong bọn mình. Xin chào và hẹn gặp lại.